Đoạn này bắt đầu đến cái cung đường mà bán rất là nhiều đồ ăn, đặc biệt là những cái món nước như là hủ tiếu, rồi lẩu, rồi hủ tiếu mì, lẩu dê nè. Đặc biệt cái đoạn này bán rất là nhiều dê nha. Nếu bà con nào thích cái món dê thì hãy đến Quỳnh Mẫn Đạt. Có món bánh ướt 15.000 đó. Nếu mình ngán lẩu dê, ngán xôi thì chuyển qua bánh ướt. Ở đây chúng ta có một cái nhà hàng, có một cái khách sạn rất là lớn, đó là khách sạn Nam Hy. Khách sạn Nam Hy ở Sài Gòn, ở quận 5, ở Quỳnh Mẫn Đạt này. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là Bùng Binh Nguyễn Hoàng, Sư Vạn Hạnh, Thành Thái năm xưa. Và ngày hôm nay đó là Trần Phú, An Dương Vương, rồi Sư Vạn Hạnh và Thành Thái. Mới An Dương Vương, Thành Thái là An Dương Vương đó ha. Và hôm nay nhân dịp một cái buổi đi dạo một vòng ở khu quận 5 này, chúng ta cùng đi khám phá một cung đường, đó là đường Quỳnh Mẫn Đạt, để xem Quỳnh Mẫn Đạt về đêm như thế nào ha, với những hàng quán ăn uống, rồi những khách sạn ở đó, rồi những an ninh ở đó như thế nào. Và biết đâu trong những hình ảnh đó bà con lại có được bắt gặp là những ký ức chúng ta ngày xưa khi chúng ta còn ở Sài Gòn, và cùng cập nhật với các anh chị và các bạn ở xa. Nếu mà khi mình nghe nói đến đường Quỳnh Mẫn Đạt, và nếu có dịp đi đến Quỳnh Mẫn Đạt thì mình cũng biết được con đường này như ra sao về đêm ha. Và khu vực này có khách sạn Windsor Plaza nè, cánh bên phải chúng ta nè, Windsor kế bên chợ An Đông đó, và cánh bên trái là con đường Nguyễn Hoàng, nơi đó có những cái hẻm. Hôm bữa có dịp chúng ta đã đi vô đó, hai hẻm 269 thì phải, và cùng khám phá trong đó rồi ha. Và hôm nay mà bà con cùng đi dạo với em ở cung đường Nguyễn Hoàng, rồi đến đường Quỳnh Mẫn Đạt, chúng ta sẽ đi suốt một dọc đường Quỳnh Mẫn Đạt để mình xem coi cung đường ấy về đêm như thế nào. Và đây là đường Nguyễn Hoàng chuyên bán tranh, nhưng mà cái đoạn này thì không có nhiều tranh. Đoạn này thì hôm nay đá phong thủy nè, phong thủy Xuân Trang đó. Rồi tiệm làm tóc, rồi nói chung cái đoạn này thì bắt đầu của những cái cửa hàng tranh. Đoạn làm tranh nhiều nhất là khu vực nhà máy thuốc lá Sài Gòn năm xưa đó, và ngày nay là bãi đất trống. Lúc nãy chúng ta đang đứng ở ngay mũi tàu, giữa Trần Phú và An Dương Vương bên kia đó. Và ở đây là cái mũi tàu Tam Giác, và bắt đầu là những cửa hàng tranh rất là nhiều nè. Ở đây là số 251 251A Trần Phú. Tranh như thiệt luôn. Và chúng ta thấy làm khung tranh, rồi bàn khen, tranh thuê các loại, các bức tranh hình cá. Có nhiều anh chị hỏi cung đường nào để bán, để mua những cái giấy dán tường, thì nói về chuyên giấy dán tường thì ở đường Nguyễn Văn Thoại ngày xưa đó, và cũng là Lý Thường Kiệt ngày nay, ở khu vực quận 10 đó, gần với đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 đó. Để hôm nào em có dịp sẽ đi đến khu vực đó và bà con cùng thưởng lãm ha, cùng khám phá ha. Đó, tranh tứ mã.
đến đây là giao lộ của Quỳnh Mẫn Đạt và Trần Phú. Thẳng bên kia đó là cung đường Trần Nhân Tôn, con đường bán rất là nhiều sách, và chúng ta thấy có một cái khoảng trống đó là nhà máy thuốc lá Sài Gòn năm xưa, và hôm nay đã không còn. Và đối diện đó là có nhà của cô chú Kheo Lê nè, ngay cái lùm cây này nè. Và bên đây là cung đường sách cũ nè, cung đường Trần Nhân Tôn đi đến chung cư Minh Mạng, chung cư Ngô Gia Tự ngày nay. Hôm nào chúng ta sẽ khám phá chung cư Ngô Gia Tự ha. Chung cư bán rất là nhiều đồ ăn luôn, rất là tấp nập, và chung cư đó cũng rất là cũ rồi. Rồi bây giờ mình xuất phát từ cung đường Quỳnh Mẫn Đạt này. Và với cung đường này chúng ta đi tới một tí ngay giao lộ An Dương Vương là có một cái quán cơm tấm. Cơm tấm An Dương Vương rất là nổi tiếng, rất là đông khách. Và giá cả thì cũng tùy tùy theo món ăn. Đó, quán cơm tấm An Dương Vương nè, rất là lớn ở cung đường Quỳnh Mẫn Đạt và An Dương Vương này. Và buổi sáng bên đường cũng có một cái quán cơm tấm mà cũng có review rất là nhiều lần nè. Bên kia là hẻm 475 An Dương Vương. Bên kia cũng có quán cơm tấm buổi sáng, bán buổi sáng nè. Ngay kế bên nhà hàng hải sản Hào Phong đó, có cái hẻm nhỏ, và buổi sáng bán cơm tấm sườn que rất là ngon, nổi tiếng. Và giá khoảng 55-60 ngàn một dĩa cơm tấm sườn que. Các anh chị có thể lên YouTube và search cơm tấm An Dương Vương là cơm tấm sườn que là sẽ ra ha. Em có review mấy clip ở quán đó rồi. Và chúng ta có mặt ở đây là giao lộ An Dương Vương và Quỳnh Mẫn Đạt. Chúng ta cùng khám phá tiếp tục cung đường này ha. Ở đây thì có nhà tang lễ số 481 An Dương Vương vẫn như ngày xưa nè. Nhà tang lễ này rất là lâu rồi, mình nhìn thấy là biết kiến trúc của ngày xưa rồi đó. Ủa, cái anh này bữa mình gặp ở cung đường Bùi Chu đó, anh cũng hỏi mình đi massage không. Chúng ta qua đường nha. Ơi, đèn đỏ rồi. Lỡ rồi qua luôn. Ở đây đèn cho người đi bộ rất là nhanh. Mình cảm giác rất là lẹ, chưa qua cung đường là đã đèn đỏ rồi. Rồi mình tiếp tục đi khu vực Quỳnh Mẫn Đạt. Với cái đoạn Quỳnh Mẫn Đạt này thì bán rất nhiều ốc vít lò xo, chuyên các phụ tùng ô tô đó. Nó cũng giống như cung đường Tạ Quyên vậy đó, nhưng mà không có nhiều bằng Tạ Quyên, nhưng mà cũng có rất là nhiều ốc vít lò xo ở đây. Thấy những bảng hiệu nè, phụ tùng ô tô, rồi bù lon, tắc kê, xe hơi, lò xo, phuộc nhúng. Nếu mà ngày xưa cô chú anh chị đã từng ở cung đường này thì bây giờ mình có dịp nhìn lại nè. Sài Gòn bây giờ là 6 giờ hơn đi. Cùng bà con đi dạo một vòng rồi về tắm rửa ăn cơm cho nó ngon miệng. Cái bộ ở Sài Gòn nó thành cái thói quen rồi, được nói chuyện với cô chú anh chị và được chia sẻ, đó là niềm hạnh phúc của Vinh Lâm.
khi mà chia sẻ thì nói chung là rất là thoải mái và quên đi những cái việc căng thẳng. Một hình thức giải trí rất là thú vị. Nếu cô chú anh chị bạn nào chưa thử thì hãy thử đi ha. Cầm camera đi vòng vòng rồi cùng chia sẻ thì mình thấy cảm giác nó rất là khác. Có mẹ rồi cô. Và cái đoạn này bắt đầu đến cái cung đường mà bán rất là nhiều đồ ăn, đặc biệt là những cái món nước như là hủ tiếu rồi lẩu rồi hủ tiếu hở mì. Và chúng ta thấy ở đây có quán lẩu, quán ăn Hồng Phát số 7175 Quỳnh Mẫn Đẹp, chuyên phục vụ các món lẩu dê, lẩu gà, lẩu cá. Đó, nhìn bên đường nè, bên đường có mấy quán lẩu dê nè, đặc biệt cái đoạn này bán rất là nhiều dê nha. Nếu bà con nào thích cái món dê thì hãy đến Quỳnh Mẫn Đẹp. Ngoài lẩu dê Trương Định, lẩu dê Nguyễn Đình Chiểu thì có đường lẩu dê Bào Sen, thì có đường lẩu dê Quỳnh Mẫn Đẹp nữa. Rất là đông, rất là nhiều, rất là do bây giờ là mới bắt đầu mở quán thôi nên thành ra chúng ta thấy chưa có khách đông. Xong cái món lẩu dê rồi mình đến cái món vịt quay nha, vịt quay với xôi. Và nếu mình ăn xong uống xong nhậu xong thì chúng ta đi vô cái quán cà phê. Quán cà phê đó là cà phê Đà Lạt Phố nè. Quán cà phê rất là đẹp ở cung đường Quỳnh Mẫn Đạt này nó, và hệ thống của Đà Lạt Phố có ở khắp nơi ở Sài Gòn, ở ngay cổng Quỳnh cũng có một cái ha, cổng Quỳnh Nguyễn Trãi cũng có một cái ngay gần với rạp Hải Hoàng đó, khách rất là đông luôn. Đà Lạt Phố cũng giống như là Nhật Nguyệt vậy đó. Và chúng ta nhìn bên kia đường để em quay qua đây nha. Mà lúc trước em có review cái món, không phải review mà là chia sẻ một cái món gọi là xôi vịt quay, xôi trái vịt quay, nằm ở số 128, 124 Quỳnh Mẫn Đạt. Ngồi bán từ sáng cho tới tối luôn nè. Phía trước kia đó là cung đường Nguyễn Trãi, giao lộ Nguyễn Trãi và Quỳnh Mẫn Đạt. Có món bánh ướt 15.000 đó. Nếu mình ngán lẩu dê, ngán xôi thì chuyển qua bánh ướt. Bánh cuốn làm tại chỗ luôn, bánh cuốn nóng, bánh ướt nóng. Hay là mình ăn món Tây quen rồi, nếu mà quen thì mình ăn pizza nha, Pizza Hut. Cái món rất hợp khẩu vị của các anh chị ở nước ngoài, cũng rất thích hợp cho các bạn nhỏ, bạn trẻ vô đây ngồi cho nó thoải mái, check in. Và mình nhìn lại cung đường Quỳnh Mẫn Đạt và giao lộ Nguyễn Trãi. Cái đoạn này ngày xưa bán rất là nhiều cây, đặc biệt là cây vườn hoa Úc Tài ở đằng kia đó, bán rất là nhiều. Rồi chúng ta qua đường nha, tiếp tục cung đường
Quỳnh Văn Đạt nữa. À, đây là giao lộ Nguyễn Trãi nè, rất là đông xe cộ. À, ở Sài Gòn mình thấy thấy xe là muốn xỉu luôn, rất là nhiều. Chờ đèn đỏ thì cảm giác rất là lâu, và cái đèn xanh thì rất là lẹ. Ở bên kia thì có shop bán giày. Bán giày thì giày này là giày phay thôi, giày giá rẻ trăm mấy ngàn đô, khoảng 3-4 đô, 4-5 đô. 283 Nguyễn Trãi. Mang qua mùa, mang chữa trái. Và đặc biệt ở đây chúng ta có một cái nhà hàng, có một cái khách sạn rất là lớn, đó là khách sạn Nam Hy. Khách sạn Nam Hy ở Sài Gòn, ở quận 5, ở Quỳnh Văn Đạt này. Khách sạn 2 sao, 135, 137, 139, Quỳnh Văn Đạt. Kế bên khách sạn có hẻm 133, Quỳnh Văn Đạt nè. Và nếu ta ăn xôi, ăn hủ tiếu, ăn pizza, bánh nước ngán, lẩu dê ngán thì mình đổi qua món cơm gà xôi mỡ đi ha. Ăn cơm Việt Nam đi. Làm theo phong cách người Hoa này. Cơm gà xôi mỡ. Xôi mỡ, nói xôi mỡ vậy thôi chứ. Cái đùi gà hay là cái miếng gà đó quăng vô nồi, quăng vô chảo dầu và sôi lên. Vàng giòn thành cái món cơm gà xôi mỡ. Cơm thì có một số chỗ thì nấu bằng nước luộc gà, có một số chỗ thì nấu cơm trắng rồi họ trộn với nghệ thành ra một cái cơm vàng vàng đó. Nếu mà nấu nước luộc gà thì sẽ ngon hơn và giá tiền sẽ đắt hơn. Ở đây chúng ta thấy có quán Hoàng Ký rất là lớn nè. Cơm gà đồ xào. Cơm gà. Em sẽ cập nhật địa chỉ trên màn hình để cô chú anh chị có thể dễ dàng hình dung. Và nếu mà mình ở cung đường này thì ăn uống rồi ngủ nghỉ cũng rất là thuận tiện nè. Và cái video này sẽ gửi một vài thông tin cũng như cập nhật cái tình hình an ninh để bà con mình có thể nắm được khi về Sài Gòn, hoặc là có con em đi học ở trọ ở khu vực Quỳnh Văn Đạt này. Đây mình thấy có cái món vịt quay, vịt quay Phú Ký. Và cái đoạn này là đoạn bán nhiều đồ quay, món ăn của người Hoa rất là ngon. Nếu đối với các ngon, đối với các anh chị thích hợp khẩu vị Á Đông. Còn món Tây thì mình ở ngoài quận nhất ha. Còn đây thì món ta thôi. Và cung đường này ban ngày, buổi sáng thì có một cái sắc thái khác nha, buổi trưa thì có một cái sắc thái khác, buổi tối thì có một cái sắc thái khác. Buổi tối thì không có món dim sum, nhưng mà có những cái món món nước, món
món cơm gà, món lẩu dê. Nhìn thấy bên đường đó nè, cơm món chay, món chay Tường Viên. Khu ăn uống đến đây cũng xin tạm dừng. Không, mà chắc em sẽ đi hết cung đường này luôn hả? Đến đường Bến Hàm Tử luôn đi. Tại khúc đoạn kia thì tuy là không có nhiều món ăn, không có hàng quán ăn uống, khu đó nhà thì cũng cấp 4. Vào đây mình thấy có quán bún mì vàng. Rồi kế bên thì có bánh canh hủ tiếu Nam Vang, Nhân Trí, bún bò Nhân Trí 40.000. Và bên kia đó là nhà hàng Giao Hô Phúc. Chúng ta sẽ qua đường đi một đoạn nữa để cô chú anh chị và các bạn có thể hình dung được cung đường Huỳnh Mẫn Đạt về đêm như thế nào. Ngoài cái những hàng quán ăn uống ở cái đoạn kia thì đoạn này chúng ta sẽ thấy những gì. Đây là một cái chung cư 961 Trần Hưng Đạo. Với cái đoạn này tuy nhà cửa thì không có lớn, không có cao, không có đẹp như cung đường đoạn lúc nãy mình đi qua, nhưng mà dù sao cũng trên một cung đường nên mình đi từ đầu tới cuối để mình thấy xem sao ha, chứ không thể nào lựa cái hay cái đẹp rồi quay cái xấu thì phải chê không. Chúng ta cũng phải nhìn hết cung đường để mình nhìn xem ở đây như thế nào, biết đâu trong những hình ảnh này bà con lại bắt gặp được những ký ức của chúng ta khi mà còn ở Sài Gòn. Đối với cái đoạn này, bên cánh trái thì có cái cổng của bệnh viện Chợ Quán. Là bây giờ là bệnh viện nhiệt đới đó nè, đây có cái cổng nè, cổng sau của bệnh viện đó. Và có lẽ những cái nhà ở đây thuộc những cái thuộc miếng đất của bệnh viện hay sao á, nên thành ra không được xây lớn lên, không được xây cao. Đường này rất vắng lặng, nhưng mà buổi trưa bán rất là nhiều cơm bình dân, 20-25 ngàn. Rồi về đêm thì họ không có bán. Còn cái đoạn lúc nãy thì có một số quán ban ngày không có bán gì cả, chỉ có bán ban đêm thôi. Tuy một cung đường nhưng mà có rất nhiều sắc thái cùng một cái thời điểm. Ta thấy có ngôi trường, đó là trường Huỳnh Mẫn Đạt. Không biết ngày xưa là trường gì, nhưng mà ngày nay đó là trường Huỳnh Mẫn Đạt, xây mới lên này nè. Trường mới nè. Và chúng ta nhìn đối diện ngôi trường
là những dãy nhà tôn, những ô nhỏ nhỏ như mà như giống như một cái kiosk vậy đó, giống những kiosk ngoài chợ. Và video cung đường Quỳnh Mới Đạt em xin tạm dừng tại đây. Một số hình ảnh về những cái quán ăn, những địa chỉ khách sạn gửi cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng thưởng lãm và cập nhật. Có dịp đến Sài Gòn mình cũng có cái để tham khảo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị bạn đã quan tâm theo dõi. Và nhân đây em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chú bạn ta đó là bến Hàm Tử, bến Hàm Tử về đêm rồi nè. Đây mình thấy chiếc xe lôi chở nước đá, xe này chở nước đá nè. Xe máy lôi cái rơ móc phía sau. Lâu rồi nhưng mà trước thì đi xe cuối ngang mà.